thanh lọc, thải độc và đào thải độc tố cũng như giảm mỡ bụng rất là đơn giản trong sản phẩm K8 này, collagen. Thì đây là một gói táo của nhà Ngân, một liệu trình là 15 viên. Thì các bạn sẽ sử dụng vào mỗi tối, giống như là mình đi ăn tiệc, ăn đám đầu này kia nhiều quá, nguyên một ngày nắng nhiều quá, thì các bạn dành vào buổi tối các bạn sử dụng kẹo táo. Còn bạn nào bị mỡ bụng dày và mình là làm việc văn phòng, mình ngồi nhiều, mỡ bụng của mình tích lũy vô, hoặc là cái bụng của mình nó cứng, các bạn dù các bạn có hót cỡ nào thì cái bụng các bạn giảm bự, đó là mỡ của mình rất là cứng, thì các bạn dùng kẹo táo này của công ty Ngân nha. Táo này thì nó sẽ chuyên giảm cho mỡ bụng nha các bạn, nó chỉ giảm mỡ bụng thôi nha, chứ nó không giảm tay chân này kia, nó không giảm, nó chỉ tập trung vào giảm mỡ bụng thôi. Nên bạn nào mà có mỡ bụng thì các bạn dùng kẹo táo này. Bên trong nó là cái dạng viên như thế này đây nha mọi người, đó, một viên như thế này, các bạn uống vào buổi tối cho Ngân nha. Các bạn uống trực tiếp như vậy, thì khi mà các bạn uống vào buổi tối thì đến sáng ngày hôm sau các bạn sẽ đi vệ sinh, và trong lúc mà đi vệ sinh xong các bạn sẽ cảm nhận nha, cái bụng của mình nó mềm đi, nó mềm và nó nhẹ, rất là nhẹ luôn. Một ngày các bạn uống cho Ngân một viên, thì sau một liệu trình này thì mình sẽ giảm từ 1 đến 2 cm tùy cơ địa. Và nếu mà các bạn muốn giảm nữa thì các bạn cứ dùng, càng dùng về lâu về dài thì cái bụng của mình nó sẽ càng nhỏ, và mình ăn uống đồ ăn nó sẽ không tích lũy, nó sẽ không làm cho mình mập nha mọi người, rất là thích luôn.